Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đơn vị vừa phát hiện thêm một gói cao su tuyến metro số 1 bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Sau khi gói cao su dầm cầu cạn PD14-10 tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên bị rớt, tổ công tác rà soát sự cố của Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra và phát hiện thêm một gói cao su tại trụ PD12-34 bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu nhưng chưa đánh giá mức độ hư hỏng. Hiện đơn vị đang tiến hành đặt máy quan trắc để kiểm soát. Vị trí mới phát hiện nằm ở khu vực trụ cầu đoạn từ ngã tư Bình Thái về ngã tư Thủ Đức. Các thành viên tổ rà soát đã yêu cầu nhà thầu và tư vấn đưa ra các lý giải thuyết phục về vấn đề dịch chuyển gói, đồng thời yêu cầu có giải pháp xử lý việc dịch chuyển này. Gói cầu là bộ phận nối từ dầm cầu xuống mố trụ, có tác dụng như tấm đệm chịu tải và giảm lực của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Gói cầu giúp việc kết nối dầm và mố co giãn ít, tạo sự đàn hồi. Trước đó, ngày 30 tháng 10 năm 2020, trong quá trình tuần tra giám sát công trình, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố đã phát hiện một gói cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tại vị trí trụ thuộc phân đoạn cầu cạn PD14 rơi khỏi đá kê gối. Dầm cầu cạn đã thi công vào năm 2016. Đây là vị trí thuộc gói thầu CB2, đoạn trên cao và các T-Box do liên danh Sumitomo Sienko 6 làm tổng thầu. Kiểm tra hồ sơ năm 2015 cho thấy trọng lượng gói cầu được duyệt theo hồ sơ là 126,1 kg, nhưng trên thực tế lắp đặt tại công trình chỉ 117 kg. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu tổng thầu phải cung cấp tất cả kết quả thí nghiệm để chứng minh rằng gói cầu được lắp đặt đáp ứng chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu. Liên quan sự cố trên, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đề nghị Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại toàn bộ gói cầu tại các vị trí kết cấu tương tự trên toàn tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập tổ công tác để rà soát nguyên nhân. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cho hay, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ gói cầu và đã kiểm tra hơn 40%. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu cung cấp giải trình đủ hồ sơ. Dự án đang được thi công, do đó khi phát hiện các vấn đề nêu trên, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu giải trình và khắc phục.